Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự của tác giả Kinh Cức Chi Ca, bản quyền truyện chữ thuộc Waka, phát hành trên YouTube MC Nguyễn Thành. Chương 21. Nhìn thấy sắc mặt Minh Giác, dù hiện giờ hắn không nói một lời, trong lòng Hà Thanh vẫn tự hiểu rõ, hắn đã đưa ra đáp án. Người không tiếc ngàn dặm xa xôi đi sâu vào trong núi, chịu mọi hành hạ chỉ để luyện ra dị hỏa kia, hẳn chính là bí mật Minh Giác đang gian khổ che giấu. Chỉ là nhiều năm thế rồi, người kia tới giờ có còn sống không, hoặc chăng là sống với hiện trạng nào? Minh Giác chịu khổ làm nhiều chuyện như vậy, có lẽ cũng là vì người ấy. Hà Thành thầm đoán, cho dù người kia còn sống, hẳn giờ cũng đã sắp suy bại. Để duy trì sự sống cho người ấy, linh khí để giữ mạng ắt phải tiêu hao lượng lớn. Hơn nữa, nếu xét về thiên tài địa bảo, còn có gì hơn được Đế Lưu Tương? Mọi việc Minh Giác làm khi trước có lẽ chính là vì giúp người ấy cầm cự được tới khi Đế Lưu Tương xuất thế. Tính ra thì hiện giờ hẳn người kia đã có chừng 140-150 tuổi rồi. Nếu tu vi không đủ hoặc linh lực không thuần, dù thế nào cũng không thể sống được lâu như vậy. Hà Thanh thở dài, nghĩ vậy hình như cũng hiểu được hành động của hắn phần nào rồi. Tuy thế, cô nhìn chàng trai lại đã thêm kiên định trước mắt, không khỏi hỏi một câu. Chắc chắn anh là người vô cùng quan trọng với người đó, nên người đó mới có thể trả giá tất thảy vì anh. Nét mặt cô có vẻ hâm mộ, lại có vẻ thương tiếc. Đáng tiếc nếu người này biết anh vì mình mà không tiếc phạm vào cấm kỵ, chôn xuống từng mầm nhân quả, anh cảm thấy trong lòng người đó sẽ nghĩ thế nào? Bả vai Minh Giác run lên. Cả đời nghĩa phụ đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, tới nay chưa từng cho phép bản thân tu hành bất cứ pháp thuật tà đạo nào. Nhưng hắn có thể làm gì được? Hắn đã thử hết mọi biện pháp rồi, chỉ cần có một cách nào đấy có tác dụng, hắn đã không cần thử nghiệm những cách này. Thời điểm hiện tại, chẳng ngờ hắn lại có chút vui mừng. Vì tuy bản thân ngốc nghếch nhiều năm như vậy, sau khi tỉnh táo, trong đầu lại tự nhiên sinh ra mấy thủ đoạn bàng môn tà đạo. Cho dù không học, cũng đã tự biết rõ. Suy đoán của Hà Thanh đã đúng phân nửa. Hắn ở lại đây, quả thật là vì chờ đợi Đế Lưu Tương. Nhưng nghĩa phụ hắn thì ngay từ 100 năm trước, hồn phách đã không còn nữa rồi. Hắn chiêu hồn không thành công, chỉ đành gửi hy vọng vào năng lực hùng mạnh của Đế Lưu Tương, mong nó khiến nghĩa phụ diễn sinh ra hồn phách mới. Cho dù người không còn nhớ chuyện gì thế cũng chẳng sao, chỉ cần nghĩa phụ vẫn là nghĩa phụ là được rồi. Nhiều năm như thế trôi qua, để duy trì sức sống trong cơ thể người, cuối cùng tất thảy hắn bỏ ra đã nhìn thấy được tia hy vọng lấp lóe. Bất kể thế nào, hắn cũng quyết không từ bỏ. Nhưng dù lòng tin có kiên vững hơn nữa, khi nên sợ hãi bồn chồn, trong lòng Minh Giác vẫn nguyên đó sự bất an. Nhưng lời Hà Thanh nói dường như đâm trúng nỗi đau của hắn. Hắn cắn chặt răng, mãi lâu sau mới nghiêng đầu đi, không chịu nhìn thẳng vào Hà Thanh. Bất kể người nghĩ thế nào, tôi chỉ muốn người sống tốt. Chỉ muốn người ấy sống tốt. Ai... Hà Thanh cười khổ. Muốn một người sống tốt thực tế là chuyện vô cùng khó khăn. Ví dụ như bây giờ vậy, linh lực và thời gian anh dùng để duy trì kết giới kia, đây cũng là lấy được từ nơi nào? Minh Giác chớp mắt. Làm sao? Cô muốn nhúng tay vào? Hắn cụp mắt và như thản nhiên. Thời gian của con run cây dế thôi, không đáng nhắc tới. Hà Thanh nhíu mày, quả nhiên. Với thực lực của hai chúng ta, nếu đánh tiếp chẳng qua cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Không có thân thể đủ mạnh mẽ, từ hôm Đế Lưu Tương xuất thế kia, số lượng yêu quái quỷ quái ở Đế Đô sẽ là nhiều nhất trong suốt trăm năm trở lại đây. Khi đó sẽ khó khăn thế nào, tôi đoán hẳn cô có thể ngờ được. Minh Giác khẽ nghiêng đầu nhìn Hà Thanh. Lâu này trông hắn như một người lương thiện, lo cho đất nước nhân dân. Băn khoăn hỏi Hà Thanh. Cô còn có thể duy trì trật tự của nhân gian giới ư? Thế anh thì sao? Hà Thanh cũng nhìn hắn, lạnh giọng hỏi. Không còn linh lực đầy đủ,
Tạm không nói anh có thể giữ cho người kia cầm cự được tới lúc đó hay không, mà dù có thể, liệu anh còn có thể cướp được Đế Liêu Tương trong hoàn cảnh yêu ma vây quanh? Không có đủ Đế Liêu Tương, cho dù anh khổ cực giữ mạng cho người đó cả trăm năm nay, người đó cũng không thể sống tiếp được. Còn tôi... Hà Thanh đanh mặt. Tôi là huyền thuật sư, sinh ra đã có trách nhiệm trừ diệt mọi thứ làm ảnh hưởng tới trật tự và an toàn của nhân gian giới. Đế Liêu Tương tân niên đáng quý, trật tự hôm đó cũng khó mà duy trì. Nhưng nếu vì thế mà bỏ qua cho anh, đó mới thật sự là không xứng với chức vụ. Bất cứ hành động nhân nhượng với tội ác nào đều không thể lấy cớ là vì tương lai. Hà Thanh nói dứt lời, trở mặt đã lập tức xuất hiện một bàn tay trắng trẻo, mang theo sát ý và sự bén nhọn thấu xương gào thét lao tới, không hề do dự chần chừ. Quả nhiên, mình đang muốn ra tay trước chiếm lợi thế rồi. Trong giây lát nguy cấp, Hà Thanh nhanh chóng nghiêng đầu đi, chỉ cách một ly, tránh được bàn tay như ngọc đủ sức cắt đứt kim loại kia. Nơi cho mũi vẫn gửi được luồng khí khen khét do không khí mà bị ma sát. Trong khoảnh khắc bàn tay kia quét qua trước mắt, cơ thể Hà Thanh bỗng xoay phát tránh đi. Kế đó lại không chậm trễ quét chân, làm hẳn lên mặt đất lát đá xanh một nét móc câu sâu hoắm. Đáng tiếc hành động của Minh Giác vẫn rất nhanh, Hà Thanh không thể chạm tới người hắn. Minh Giác! Hà Thanh la lên. Vương Minh Giác! Trên người anh mang long cốt, tôi không giết được anh, nhưng để xông vào trong đó, chưa chắc anh đang ngăn cản được. Hà Thanh vươn tay, lại hướng thẳng tới gian nhà chính bị phong kín. Đây cũng là phương cách bất đắc dĩ, cả hai người họ đều không thể làm gì được nhau. Cứ kéo dài tiếp như thế, chỉ có nước người chết kẻ trọng thương, nhưng sinh vật ma quái trong đê đồ ngày một nhiều. Hà Thanh quyết không cho phép mình gặp bất giác vào lúc này, nên lập tức nhắm thẳng mục tiêu, không hề chậm trễ. Đại tiết cô đã quên mất là hiện giờ không có giao tiêu, lửa ô đồ trong cơ thể cô cũng không phải là để trưng bày. Bây giờ sắc mặt Minh Giác không hề thay đổi, chỉ lặng lặng nhìn cô. Một cây roi dài đỏ rực lại hiện ra trong tay. Thế cứ thử xem. Dứt lời, cây roi đang như rồng như rắn, như tự có sinh mạng, lượn vòng giữa không trung rồi lao thẳng tới Hà Thanh. Hà Thanh đã đến gần cánh cửa gian nhà chính, lúc này nhanh chóng xoay người. Hai người giao chéo vào nhau, duỗi dài lại nhanh chóng kéo tay về, canh chuẩn lúc cây roi của Minh Giác đánh tới. Nhưng sao sức lực lại lớn thế này? Chân cô dùng sức, hai tay ép sát, linh quang trong lòng bàn tay níu chặt thân roi, làm vang lên những tiếng lách tách. Hai người giằng co mãi không nghỉ. Hà Thanh tìm đúng thời cơ, linh lực trong lòng bàn tay tuôn trào, nhanh chóng xoan lấy thân roi. Nhưng chỉ một giây sau, cô lại đau đớn nhíu mày. Chỉ thấy cây roi rõ ràng đã bị ngăn lại ban nãy, hiện đang đâm sâu vào vai cô. Máu đỏ tươi đùa nhau tuôn chảy, nhanh chóng nhuộm thẫm tấm áo trắng. Minh Giác bốc đến gần, kề sát vào tai cô, nhẹ giọng khen ngợi. Nỗi đau do lửa ô đô thiêu đốt, trên đời vẫn chưa ai chịu nổi quá ba khắc đâu. Hết chương 21, chương 22. Thân roi sắc bén chẳng biết làm từ chất liệu gì, ghim sâu vào da thịt, đang từng bước len lỏi vào trong xương. Bốn viên như chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe được duy nhất tiếng da thịt bị xé mở. Hà Thanh khẽ cắn răng, chỉ cảm thấy nơi quanh vết thương đau rát, nhói gian. Ngoài đau đớn chính là cảm giác bị lửa thiêu đốt, khó mà chịu nổi. Khắp trong tứ chi bách hải, như có những đàn kiến bò ngang dọc, như có nham thạch chảy tràn, khiến mỗi một lỗ chân lông đều rúm gió. Cô mất sức cực lớn mới tạm dằn được tiếng kêu đau đớn sắp bật ra khỏi cổ họng. Ngay mới vừa nãy thôi, cô đã cho là mình có thể ngăn cản Minh Giác, lại chẳng ngờ vừa mới điều động linh lực, lửa ô đô trong cơ thể đã lập tức trào lên. Tạm không nói lửa ô đô thiêu đốt mang tới cho cơ thể tổn thương cỡ nào, chỉ tình dương đau đớn trong nhanh mắt ấy thôi đã đủ khiến Hà Thanh co rúm người. Bây giờ mới cho Minh Giác cơ hội xoay sâu thân roi vào bả vai. Hự một tiếng, cùng với một tiếng rên rỉ, thân roi nhỏ dài đâm thẳng vào vai cô, tạo thành một lỗ hổng ngay trên vai, từ đó ghim cứng người Hà Thanh vào cột trụ phía sau. Rõ ràng cánh cửa gian nhà chính đã chỉ trong gang tấc,
Hà Thanh cắn môi, hai tay lại chợt đẩy mạnh về trước, linh khí cuồn cuộn không ngừng trào ra từ lòng bàn tay, nồi nhau men thân roi lao thẳng tới bàn tay Minh Giác. Minh Giác quả thật không ngờ trong lúc bị lửa thiêu đốt này, Hà Thanh vẫn còn có quyết tâm vận dụng linh lực. Hắn tỉnh lại khỏi cơn đắc ý, nhưng lúc bấy giờ bàn tay của đối phương đã tới sát bên cạnh, khiến hắn buộc phải rút roi ra, bước dần lùi lại hai bước, tránh được chiêu thức độc ác kia. Nỗi đau như thiêu đốt trong cơ thể vẫn như sóng dậy, nôi nhau kéo tới. Đau đớn khiến mồ hôi trên trán Hà Thanh túa đẫm, nhỏ tí tách từng giọt. Dù vậy vẫn không thể từ bỏ, cô cắn răng kiên trì. Dù Minh Giác không lấy mạng mình, nhưng chỉ cần buông lỏng để hắn khống chế được, vậy tạm không nói tới Đế Lưu Tương, mà đến ngay cả bản thân Minh Giác, Hà Thanh cũng không thể cản được. Minh Giác vùng roi, hài lòng nhìn Hà Thanh đau đớn che vai trái, trên roi hắn dính máu đỏ tươi, dường như cũng đang lấp lánh ánh huỳnh quang, khiến hắn không khỏi hài lòng. Cô đoán xem lần này liệu mình có thể kiên trì quá nửa khắc đồng hồ? Hà Thanh không còn sức lực trả lời. Ngọn lửa cháy phừng phừng trong người cô, ngang dọc khắp các mạch máu, khiến toàn thân như chỉ toàn nham thạch nóng chảy. Hình như đã hơi mơ màng, mồ hôi hột đua nhau chảy xuống, lướt qua lông mày, qua mi mắt, cuối cùng hội tụ lại dưới cằm, nhỏ giọt xuống đất, vang lên tiếng tí tách nho nhỏ. Cô chậm rãi đưa tay phải lại đè chặt vết thương bị xuyên thủng ở vai trái. Từ vết thương vẫn không ngừng có máu tươi chảy ra, Hà Thanh lại càng dùng sức đè tay phải mạnh hơn nữa. Cô nhìn Minh Giác gian nan cử động môi. Kiên trì được hay không tôi không biết, nhưng Minh Giác, anh quên rồi, sức mạnh ẩn chứa trong máu huyền thuật sư đôi khi còn mạnh hơn cả sức mạnh người đó có thể vận dụng đây. Cô xòe tay dưới ánh nắng, trên những con tay trắng trẻo, màu tươi thâm đỏ lúc này trông nổi bật lạ thường. Minh Giác ngẩn ngơ một chớp mắt, rồi như nghĩ tới điều gì, vội bước lên hai bước ngăn lại. Nhưng vừa rồi Hà Thanh bị hắn ghim cứng vào cột trụ hành lang, lúc này chỉ hơi nghiêng người, bàn tay phải dính đầy máu tươi, đã đè trực tiếp lên kết giới chắc chắn không thể phá vỡ. Trong giây lát ấy, kết giới vốn yên ả như dậy cuồng phong, nồi nào rung động từng lần từng lần. Cổ vênh những tơ máu ngưng tụ trên kết giới bán trong suốt, linh lực từ lòng bàn tay Hà Thanh cũng dao động ngày càng mạnh, ngày càng có nhiều tia sáng xuất hiện quanh bàn tay dính máu, dần xâm nhập vào bên trong kết giới, không hề có ý do dự. Mà giờ khắc ấy, trong cơn tức giận, Minh Giác cũng đã tới gần sau lưng cô. Cây roi dài lao vút tới tạo ra tiếng gió sắc nhọn. Hà Thanh lại vẫn bình tĩnh. Cô đè chặt bàn tay phải dính máu lên kết giới, không động cửa, bả vai bị thương run run. Tay trái lại bỗng lấy từ hư không một thanh linh kiếm dài. Một tiếng keng vang lên, cây roi đỏ của Minh Giác va vào lưỡi kiếm, lại phát ra âm thanh va chạm giữa kim loại. Nhưng lúc này đã không ai còn tâm trạng để ý tới chuyện ấy. Một chiều vô dụng, Minh Giác rút roi về. Đoạn thanh roi hệt như linh xà bay vòng quanh người Hà Thanh, lúc nhanh như sấm sét, khi âm hiểm như rắn độc, ý đồ tấn công Hà Thanh từ những góc độ xảo quyệt. Nhưng lúc này Hà Thanh đã có phòng bị, dù cảm giác thiêu đốt trong cơ thể vẫn đối nhau ùa lên, ngày càng đau nhức, cổ vẫn không ngừng điều động linh lực bên bị tấn công vào kết giới kia. Cổ vì linh lực không ngừng tuôn ra, sức mạnh của dòng máu cũng ngày càng mạnh. Hà Thanh cắn chặt răng, trên mặt cô đầy mồ hôi bết bát, lúc này thậm chí đã sắp không mở nổi mắt. Nhưng giờ đang lúc nguy cấp, thậm chí dùng linh lực để lau mồ hôi cũng không làm được. Hà Thanh dứt khoát nhắm mắt, lắng tai nghe âm thanh truyền tới trong không khí. Tay trái cầm kiếm, từng kiếm giao đấu với những bóng ảnh lao tới người mình, vững vàng ngăn cản thế công của Minh Giác. Tay còn lại, ánh huỳnh quang ngày càng rực rỡ. Không được, quyết không thể. Minh Giác thấy vậy, thế tấn công trở nên dữ dội hơn, lao ập tới như gió bão. Mà lúc này Hà Thanh lại đã dần quen tay. Trong phút giây giao chiến ngắn ngủi, cô đã ước lượng được chiêu thức của Minh Giác. Ngoài dự đoán là cũng không mạnh, không phải nói linh lực của hắn không mạnh, mà là kỹ xảo thực chiến. Kinh nghiệm thực chiến của Hà Thanh không nhiều lắm, đây cũng vẫn sống trong thời bình và dùng sức mạnh hầu hết chỉ dựa vào bản năng, ngoài ra thì phần lớn là dựa trên trí nhớ của Long Vệ Nhất.
Nếu chỉ bằng năng lực này, ấy thế mà vẫn hơn xa Minh Giác đã sống hơn 100 năm. Chàng trai đang liên tục ra tay này, hiện giờ chiêu thức lại chỉ như có hạn. Hà Thành khó tránh kinh ngạc. Bên cạnh hắn có Trần Anh Nương và người áo đen không biết tên kia, bản thân còn mang long cốt, linh lực hùng mạnh. Tại sao khi động thủ tuy chiêu thức tàn nhẫn nhưng lại không hề có vẻ linh hoạt? Chẳng lẽ trước nay hắn chưa ra tay giao chiến với ai? Nhưng mấy chiêu bàng môn tà đạo thì lại dùng quen tay lắm. Chẳng lẽ do có người cố ý đào tạo? Bởi vì thế đã cảm giác trở lực ở bàn tay phải đặt trên kết giới ngày càng nhỏ dần. Hà Thanh bừng thầm, kiếm đâm mạnh về sau, cắm phập cây roi của Minh Giác vào đất. Càng lúc cô càng tấn công kết giới mạnh hơn, linh lực kết giới cần cũng ngày càng nhiều. Cảm nhận linh lực trong cơ thể dần xói mòn, Minh Giác vốn vẫn khá chấn định lại chợt thấy dường như linh lực tiêu hao bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ giây lát sau đó, hắn nghe một tiếng rắc vang lên, dường như có thứ gì đã lặng lẽ vỡ vụn. Hết chương 22. Chương 23. Hai người giằng co, nét mặt Hà Thanh ngày càng bình tĩnh, mà Minh Giác thì sau khi cảm giác linh lực trên kết giới hao mất lượng lớn, sắc mặt lại càng lúc càng tệ hại. Linh lực của hắn trải qua gần 100 năm thời gian đã ngày một ít đi. Hôm nay phải vừa giao đấu với Hà Thanh, vừa cung cấp cho kết giới, hiện đã sắp không chịu nổi. Nhưng không thể được, hắn thầm cắn răng. Bên trong chính là thi thể đã gần 100 năm của nghĩa phụ, bất kể thế nào cũng không thể để lộ trước một huyền thuật sư như Hà Thanh. Nhưng chỉ giây sau, những tiếng răng rắc lại nối nhau vang lên. Âm thanh cũng không lớn, nhưng vào tai hắn lại không khác gì sấm sét lôi đình. Minh Giác cả kinh, cả cây roi trong tay cũng ngừng lại trong giây lát. Một giây sau, hắn như phát điên lao tới sát bên Hà Thanh. Dừng tay! Hắn lạc giọng kêu lên, nhưng hy vọng đã ở ngay trước mắt, làm sao Hà Thanh có thể dễ dàng buông tay? Chỉ khi hiểu rõ rốt cuộc Minh Giác muốn làm gì mới có thể ngăn cản hắn một cách hiệu quả, cũng tránh được rắc rối về sau. Cô quay đầu đặt ngang thanh kiếm kia ra trước ngực, kiềm chế lại cây roi, nghiêm giọng hỏi: khi anh lấy trộm thời gian của người khác, xúi dục Trần Anh Nương rút hồn lực của người ta, liên tiếp làm vô số chuyện ác, tại sao chưa từng tính chuyện dừng tay? Dáng vẻ cam tâm liều chết của Trần Anh Nương lần trước cô không nhận ra thì cũng thôi, nhưng bây giờ nhớ tới lời Trần Như mà bóng dáng lờ mờ đứng sau những chuyện trải qua gần đây, nói giọng căm hận: chỉ cần anh từng có mềm lòng thì đã chẳng mắc phải nhiều tội nghiệp như thế. Toàn thân sạch sẽ thì thế nào? Việc do anh làm vẫn là do anh làm. Bây giờ tôi cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc là cái gì lại khiến anh liên tục làm nhiều chuyện ác tới vậy. Do rằng hắn xuất chúng như thế, trong lúc nói chuyện, thanh kiếm trong tay trái cô thu về, chỉ nghe một tiếng xe rách vang lên, vết thương xuyên thủng ở vai lại rách toạc, máu tươi ào ào chảy ra, me dọc lớp áo đã xen lẫn trắng đỏ dần dần đổ xuống. Hà Thanh lại hoàn toàn không để ý, cô có thể cảm nhận được dưới tay mình kết giới kia đã sắp sụp đổ. Tân nhân Bình Giác cũng cảm thấy, hắn khẽ cắn răng: người thế gian vô tội thì đã thế nào, chẳng một ai có thể tốt với hắn như nghĩa phụ cả. Hắn đi ngược đạo trời, không biết đã cố gắng bao nhiêu, dù thế nào cũng quyết không cho Hà Thanh thấy được sự tồn tại của nghĩa phụ. Vừa nghĩ thế, hắn bỗng buông cây roi vẫn luôn giằng co với Hà Thanh không nghỉ. Liền sau đó, hắn nhanh chóng bước lên, đánh một chưởng vào lưng Hà Thanh. Chiêu này đã dùng hết toàn lực, không hề nương tay. Nhìn linh lực loáng thoáng tụ tập trên đó, nếu Hà Thanh cứ mặc kệ, e không chết cũng bị thương nặng. Hà Thanh cảm nhận được tiếng gió rít gào lao tới sau lưng, nước kết giới dưới bàn tay cùng lúc đó cùng vang lên rồi vỡ thành mảnh vụn. Ngay sau đó, những linh lực không còn chủ nhân kia nhanh chóng tan biến trong trời đất. Giờ khắc này, mọi thứ che giấu trong phòng toàn bộ hiện ra trước mặt Hà Thanh. Cô không định bỏ qua chớp mắt khó được, chỉ có thể bước lên trước một bước, ý đồ giảm bớt năng lượng tấn công sau lưng. Nhưng bây giờ là ngay khoảnh khắc bàn tay Minh Giác đặt lên lưng cô, còn mắt phải đã lâu không động tĩnh của cô chợt tỏa ra ánh vàng rực rỡ.
Trong giây lát đó, một cảm giác khó mà tả nổi tràn ngập tâm trí. Nét mặt Hà Thanh lập tức thay đổi. Đúng là cả gan làm bậy. Nét mặt cô trở nên rất mực bình thản, thậm chí lời nói ra cũng không còn nghe theo khống chế của bản thân. Ý trách mắng lờ mờ lộ ra trong giọng nói, khiến người ta vừa quen thuộc lại xa lạ. Mà cùng lúc đó, bàn tay Minh Giác đánh tới lưng cô, chỉ cảm thấy tay đánh vào bông, linh lực tỏa ra khắp người như đá chìm đáy biển, không còn sủi bọt lặn tăm. Rồi chỉ một giây sau, lại một luồng sức mạnh tỏa ra từ sau lưng Hà Thanh, xuyên thấu lòng bàn tay hắn, leo dọc lên trên. Minh Giác rên lên một tiếng, nhanh chóng rút tay về. Giờ khắc này, tay phải hắn mềm nhũn buông thõng bên người, không dùng được một chút sức lực. Thứ sức mạnh bí ẩn kia đã cắt đứt xương tay hắn, thậm chí khiến cho cả phần lưng cũng mơ hồ nóng lên, xương sống bắt đầu đau quặn. Lúc ấy, mọi thứ trong phòng đã lộ rõ trước mắt Hà Thanh. Hà Thanh ngạc nhiên nhìn mọi thứ. Trong phòng trống không, chẳng có gì ngoài một bộ quan tài ngay giữa phòng. Cô ngẩn ngơ giây lát, chuỗi biến hóa liên tiếp này khiến đầu óc chưa kịp hồi tỉnh. Ngay lúc Hà Thanh chưa kịp nhận thức được tình hình, Minh Giác đã một tay kìm chặt cỗ quan tài trăm năm tuổi kia. Trong quan tài bằng gỗ ngô đồng, thi thể nghĩa phụ trông vẫn như còn sống, nếu là đi về xanh đã lan tới đầu gối. Giờ phút này trông người cũng chẳng khác mấy với người sống. Bây giờ Minh Giác chỉ còn một cánh tay có thể cử động, đang dồn hết linh lực còn sót lại đã ghim chặt quan tài, sạch cả nó chạy trốn. Trong căn phòng trống rỗng này chỉ còn vệt hằn vuông vức để lại qua năm tháng. Hà Thanh hoàn toàn tỉnh táo, cô vội đuổi theo bóng Minh Giác, cơ thể không còn trở ngại, hành động tất nhiên nhanh nhẹn mau chóng. Nhưng lúc này gương mặt chàng trai như băng giá kia lại chợt tỏ ra đôi phần quyết tuyệt. Hà Thanh thầm nghĩ không ổn. Trong nháy mắt ấy, khi lướt qua cây ngô đồng trong sân, Minh Giác bỗng dùng sức dẫm mạnh. Sau một rung động nhẹ nhàng, thân cây ngô đồng mấy người ôm mới xuề vang lên tiếng tiếng kèn kẹt, khiến người ta kinh hãi. Cùng với tiếng cành lá rào rạc gãy đổ, cây ngô đồng được Minh Giác dùng bí pháp bảo tồn qua không biết bao nhiêu năm tháng rời đổi, cuối cùng đã bị người ta chém gãy. Cây ngô đồng này đã trải qua không biết bao nhiêu xuân thu, cành cành la lá tỏa rộng ra bốn phía, một phần đã che phủ hết mấy nhà xung quanh. Giờ nó đột nhiên gãy đổ, dù Hà Thanh ở trong khoảnh sân này vẫn có thể nghe được tiếng hô hoán của mọi người dân xung quanh đây. Khi một phần thân cây sắp rơi xuống đè sập một căn nhà, cuối cùng Hà Thanh dừng bước chân, dùng hết toàn lực ngăn thân cây kia lại. Sau một chuỗi những tiếng kèn kẹt khiến ai nấy kinh hãi, cuối cùng khoảnh sân đã trở về yên tĩnh. Buổi chiều, khoa tiếng Anh có giờ học, Lục Thượng Đan đang tập trung ghi chép bài vở, bỗng thấy đèn báo hiệu của điện thoại chợt nhấp nháy. Lục Thượng Đan giật mình, mặc kệ kiến thức quan trọng mà lập tức mở ra xem, lại thấy trên màn hình là một tin nhắn ngắn gọn từ Hà Thanh gửi tới. Thiệu Đan, tôi vừa ngô đồng đón tớ, nhân tiện mang theo bác sĩ tới nông trại nhà cậu. Lục Thượng Đan đứng phắt dậy. Hết chương 23. Chương 24, Hoan Quyền. Lần này Hà Thanh dưỡng thương tại nông trại nhà Lục Thiệu Đan phải có đủ nửa tháng. Vết thương lành, nhà trường cũng cho nghỉ, vốn là không cần thời gian dài như thế. Trên thực tế, vết thương nặng nhất, hoặc nói là uy hiếp lớn nhất trên người cô, chỉ có lửa Udo. Trong lúc đánh nhau với Minh Giác, cô phải làm một lúc ba việc, vừa tấn công kết giới, vừa phải chịu đựng lửa Udo tàn phá trên người, cuối cùng còn phải bỏ thêm linh lực bảo vệ những căn nhà chung quanh, tranh cho những nhà khác bị cây ngô đồng tua tủa cành nhánh đè sập. Còn vết thương thể xác thì tinh ra chẳng đáng vào đâu, tuy có hơi mất máu, quần áo rách tươm, lỗ hổng ở vai trông cũng đáng sợ, khiến Lục Thiệu Đan với Vu Đan Đan chạy tới trông mà xót xa. Nhưng trên thực tế, đối với huyền thuật sư thì chẳng đáng là gì. Còn bác sĩ chữa trị cộng với Hà Thanh tự điều chuyển linh lực trong người, kể cả vết thương bị đâm thủng xương, công chỉ một tuần lễ đã không còn gì đáng ngại. Nếu không do bác sĩ do Lục Thiệu Đan mang tới chỉ giúp sơ cứu giai đoạn đầu, có lẽ chuyện này đã không dễ mà giấu được. Đến cùng, vai bị đâm thủng vẫn hoàn toàn khác hẳn gãy xương các loại.
Còn một tuần lễ nghỉ ngơi sau đó thì là vì lựa Udo. Vốn Hà Thành cho là Bích Thành ở trong nông trại đã được một thời gian, dựa vào năng lực của hắn, chỉ ít cũng phải làm được 10m 8m giao tiêu. Ai mà ngờ, cô tưởng là tưởng vậy, tên kia lại đếch giữ lời. Tới nông trại, Hà Thành mới hay là tên giao nhân ngốc nghếch đáng thương đã hứa hẹn dùng giao tiêu để được giảm hình kia, tới nay vẫn chưa dệt được nửa mét vải. Lúc ấy Hà Thành đang trọng thương, còn bị ngọn lửa thiêu đốt dằn vặt. Vừa nghe chuyện này, suýt chút nữa đã phun máu ồng ộc. Cái tên bá chủ biển khơi này tại sao lại chẳng đáng tin như thế chứ? Cô trợn trừng mắt nhìn Bích Thanh. Khi xưa chẳng phải anh chân thành cầu xin tôi nói dệt nhiều giao tiêu để tôi thả ra ngoài sớm hay sao? Bích Thanh chớp cặp mắt to trong veo như nước, cái cằm nhọn nhọn cúi sâu, nhìn từ góc độ này chỉ cảm thấy hàng mi thật dài. Tức rồi đây nha, Hà Thanh càng bực hơn. Bích Thanh vừa vặn xoăn ngón tay, kẻ đó dịu dàng nói: đúng là lúc đó tôi nói vậy không sai, nhưng nếu không phải là đại sư đã từ chối rồi sao? Và lại tôi cũng muốn làm ít vải cho đại sư, hiểm nỗi cuộc sống ở đây dễ chịu quá. Tôi... Hắn ngượng ngùng cười. Hà Thành, tới đây rồi cô mới hay, tuy Lục Thiệu Đan không dặn kỹ là phải đối đãi với hắn thế nào, song từ trước người trong nông trại lại đã hay chuyện con gà trống oai về kia, cảm thấy rất phi thường. Giờ thấy chủ nhà lại đưa một tên không biết tên họ là gì tới, yêu cầu mỗi ngày dùng tôm cá cung phụng, vậy nên tuy ngày ngày Bích Thanh ngâm mình trong nước không sủi tăm, trong lòng họ cho rằng chắc chắn đây là một con cá coi cỡ lớn, rảnh rỗi thì lượn lờ bên ao nước cũng có thể lấy tí hơi may. Xung quanh Bích Thanh dồi dào linh khí, có hắn trong ao nước, không khí quanh đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng biết có phải do trùng hợp hay không mà đã có mấy người gặp may. Thế nên hiện giờ những nông trường khác quanh nông trường nhà họ Lục đều biết trong này có một con cá coi lớn và một con gà trống có thể mang tới vận may. Thậm chí không biết có tên trẻ tuổi nào mua vé số, còn cố ý đặt một cái máy tính bảng tới bên ao nước để cung phụng. Mọi địa điểm trong nông trại đều phủ sóng internet, có cái máy tính bảng kia, bất kể là xem video hay chơi game vinh diệu, đối với Bích Thanh đều như được mở cánh cửa thế giới mới. Cứ như thế, hắn chỉ ước sao được ôm luôn máy tính bảng, có tỷ thủy châu chìm xuống đáy nước, là một trận chiến một ngày 800 năm, lại mang chửi mấy đời tổ tông đám đồng đội heo. Còn về việc dệt dệt gì kia, chẳng qua chỉ là một câu nói chơi thế thôi. Ngày ngày sống sung sướng như vậy, còn ai muốn trở về vùng biển dơ bẩn kia nữa? Ở biển muốn ăn cơm thì phải nai lưng cố gắng, còn không có mạng, nước lại không sạch sẽ, còn nhiều người, làm sao mà so bằng nơi này? Còn ở nơi sâu dưới đáy biển, sâu dưới biển thì làm gì có 4G? Tuy nói lượng muối trong ao nước ngọt hơi thấp, nhưng Bích Thanh tu luyện tới hiện giờ, nồng độ muối trong nước hầu như đã không còn là vấn đề. Chẳng qua thi thoảng muốn thay đổi khẩu vị, hắn còn đặt một bì muối khoáng bự trên mạng nữa kìa. Cũng chính vì nguyên nhân như thế nên sau khi Hà Thanh tới bị chỉ đích danh đòi giao tiêu, đến cùng hắn cũng không dám đắc tội huyền thuật sư, chỉ đành nước mắt rưng rưng nhịn đau cai mạng. Hà Thanh nhìn miếng vải xếp chỉ dày cỡ 2-3 ly, chiều dài chiều rộng cỡ chừng 2-3 cm, đặt trong bàn tay Bích Thanh, chỉ cảm thấy đau đầu nhức buốt. Cô khóc dở mếu dở: Bích Thanh, dựa vào năng lực của anh, 3 ngày mà chỉ dệt được chút giao tiêu như vậy, anh không cảm thấy mình sao nhãng quá sao? Tốc độ dệt và chất lượng của giao tiêu có liên hệ mật thiết với năng lực và tu vi của giao nhân, Bích Thanh nói hùng hồn. Lỡ nghiện internet đâu có dễ cai vậy, tôi lại không thể tự ép mình, phải từ từ chứ. Nên là... Thế nên mỗi ngày dệt 10 phút 8 phút hình như cắt mạng cũng có hiệu quả rồi đó. Giao tiêu được Bích Thanh rũ ra, dài lụa mỏng, dài 3m, rộng 2m, trong suốt như ánh trăng, cứ thế lộ lộ. Giao tiêu không thấm nước, mỏng như cánh ve, giờ được đặt dưới ánh nắng không ngờ lại như được rát vàng rát bạc. Cả những chuyển động bồng bềnh trong gió
cũng trở nên uyển chuyển tận cùng. Bích Thành chớp chớp mắt, lại cúi đầu nhìn dao tiêu trong tay, gấp nó thành một miếng nhỏ như viên kẹo. Bằng này là đủ một bộ quần áo rồi chứ. Đằng nào dao tiêu cũng không bám bụi, lại chống thấm nước, cũng không cần giặt. Bằng này dao tiêu là một bộ là đủ rồi, khỏi cần thay giặt, được rồi chứ. Hắn chớp chớp cặp mắt to. Vậy giờ tôi đi lên mạng được chưa? Hà Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng cô chỉ đành cố nhìn cơn uất ức mà đồng ý. Hết cách rồi, cô kéo Bích Thanh tới đây, nhốt ở chỗ này, vốn cũng không chỉ để ràng buộc hắn, không cho hắn làm bậy mà hại mạng người, cũng làm mình dính phải nhân quả. Nếu bây giờ tuy người ta nghiện internet có lẽ 1800 năm cũng chưa cai được, dù vậy vẫn thành thật ở lại trong ao, không đi gây họa. Đám đồng đội heo trong game vinh diệu thì không tính. Trong tình hình này, nếu mình ép hắn làm việc lại có phần hơi độc đoán quá. Bây giờ hắn có thể nể mặt mình là huyền thuật sư mà chí ít cũng dệt ra được 3 mét vải thì đã là không tệ. Nhưng còn về quản lý nông trại, khi biết mực nước trong cái ao nuôi cá coi được đại tiểu thư dặn dò phải ngày đêm cho ăn bị rút mất 2/3, quả thật sợ hãi thấp thỏm, khó mà hiểu rõ. Nhưng việc này cũng hết cách, phong kiến mê tín quả khó mà giải thích nổi, chỉ đành nhờ vào Lục Thiệu Đan dẫn thêm ít nước từ ao nước bên cạnh sang. Giao tiêu tuy tốt, nhưng muốn dệt thành không phải chỉ dựa vào một mình giao nhân là xong, phải cần con nước, thật nhiều nước. Có thể trông thâm nước thì còn gì ngoài tinh nguyên của nước ở đây nữa. Cũng may mà nước ở nông trại sạch sẽ chất lượng, chứ nếu thay bằng nước ở bờ biển hiện giờ, đừng nói một ao nước, dù hết nửa xô nước của một bãi biển cũng chưa chắc đã dệt ra được một thước giao tiêu. Hết quyển thứ 39. Chúng ta cùng nghe tiếp quyển 40 Phỉ Thúy. Chương 1. Sau khi vết thương ở vai đã lành, bởi vì giao tiêu mà Hà Thanh lại ở thêm một tuần lễ, đợi đến khi đi ra, kỳ thi đã trôi qua. Còn về 3 mét giao tiêu kia, hết cách rồi, chỉ đành bảo Bích Thanh làm thành áo mặc mùa thu. Từ cổ chi kim, làm gì có ai được giao tiêu lại không làm cho mình bộ đồ thật đẹp. Tại sao đến lượt cô lại chỉ có thể làm một bộ quần áo mùa thu là hết rồi? Cho dù bộ đồ mùa thu này đông ấm hạ mát, không dính bụi bẩn, nhưng đó vẫn là đồ mặc mùa thu mà. Hà Thanh khó mà bình ổn tâm trạng. Bích Thanh đi kim sò chỉ cũng cảm thấy áp lực như núi lớn. May mắn thay, cuối cùng cô vẫn chấp nhận. Đúng là suối quẩy mà. Mà thấy học bổng năm nay lại mọc cánh bay đi, Hà Thanh phiền muộn thở dài. Tuy nói giá trị học bổng đối với cô hiện giờ chỉ là một cái duỗi tay là có, nhưng cái cảm giác đủ đầy về mặt văn hóa kiến thức này vẫn cho người ta cảm giác khác hẳn. Nghĩ thì chắc là có được tất có mất chăng. Bản thân mình được truyền thừa thành huyền thuật sư, từ khi dùng nó để kiếm sống, học bổng đã bay đi xa tít. Hôm nay đã lần thứ hai rồi. May mà giáo sư Lâm biết chuyện của cô. Khi nghe Hà Thanh xin nghỉ một thời gian, từ lời giải thích không rõ ràng của Lục Thiệu Đan, họ còn tưởng là Hà Thanh đi bắt ma ấy chứ. Tuy xét trên mặt nào đó cũng không khác mấy, bèn quyết đoán phê duyệt. Thậm chí khi thi bổ sung, giáo sư Lâm cũng chủ động nhờ và thầy cô các khoa giúp. Câu nói trong chiều có người, dễ làm việc quả không sai. Rốt cuộc tuy bề ngoài minh đại khá nghiêm khắc, nhưng đối với giáo sư trong trường, đặc biệt là dạng gạo cội thâm niên đức cao vọng trọng như giáo sư Lâm, chỉ cần lên tiếng là sẽ đạt được hiệu quả hơn hẳn bình thường. Sau kỳ thi là tới kỳ nghỉ. Ngày 8 tháng 7, Đại học Minh Chính bắt đầu kỳ thi. Trong số những trường đại học ở Đế Đô, Minh Chính thuộc vào hàng những trường cho nghỉ sớm nhất. Đây cũng là một điểm rất quan trọng khi các học sinh khảo sát chọn trường đại học đó. Vô Đan Đan đã tranh cướp vé tàu xe trên mạng từ tận hồi nào. Bây giờ chỉ đợi thu dọn đồ đạc xong là có thể lập tức về nhà. Nhà Vô Đan Đan ở xa, một học kỳ cũng chỉ trở về 1-2 lần. Bây giờ được nghỉ, tất nhiên sẽ không rảnh rảng ở lâu. Còn Lục Thiệu Đan có đưa ra lời mời. Nhưng trước đó Hà Thanh đã nán lại nông trại lâu như vậy,
tất nhiên bây giờ sẽ không nhận lời nữa. Thế nên như năm trước, năm nay cô lại ở lại trong ký túc xá. Cô cũng muốn vào nhà mới của mình ở lắm, chỉ tiếc nhà còn chưa xây xong. Ở bên Long Hồ Xuân Thiên, Trần Như biết cô là huyền thuật sư, để mấy căn hộ của Lục Thiệu Đan và Vũ Đan Đan cũng được giảm giá ưu đãi. Giờ đã thấp không thể thấp hơn, quả thật chỉ tạm vừa đủ chi phí. Hà Thanh vì vậy mà từ chối mãi. Thế cả Trần Như và người nhà đều kiên quyết mới đành thôi. Khoảnh khắc ấn dấu tay vào hợp đồng, Trần Như và bố đều thở phào nhẹ nhõm. Như họ bây giờ cũng được coi là cung phụng huyền thuật sư rồi đúng không? Về sau tiền bối trong nhà biết hàng xóm của mình là huyền thuật sư, còn ra xã hội va chạm cũng được tự tin vững dạ hơn đám yêu khác. Vụ giao dịch này cả hai bên đều vô cùng hài lòng. Bây giờ không còn áp lực tiền bạc, Hà Thanh vui vẻ đi qua đi lại trong ký túc. Không có chuyện làm, cũng không muốn kiếm tiền part time gì. Trùng hợp Đường Tích lại thận trọng đưa Kim Châu tới. Hà Thanh thấy bộ dạng như gặp quân địch của ông ấy, không khỏi tò mò. Ông làm sao vậy? Đường Tích không trả lời. Cô liếc nhìn viên Kim Châu duy nhất trong tay, trong mắt đầy vẻ khen ngợi. Tuy gà trong Đường keo kiệt có tiền, nhưng tay nghề quả thực rất tuyệt. Kim Châu được chế tác tuyệt hảo. Hà Thanh nhìn tay trái trống không, quyết định đi trung tâm thương mại đả một vòng. Còn viên Kim Châu kia, viên Kim Châu cơ lớn đặt ngay chính giữa, chỉ có một viên. Chính giữa viên Kim Châu được Đường Tích khoan ra một lỗ nhỏ, được sò vào một cái vòng tay vàng, không hề được đánh bóng, cũng không hoa văn chạm khắc gì. Cái vòng vàng nhìn như đơn giản này, Hà Thanh chỉ vuốt nhẹ ngón tay, nó đã tỏa ra thành không biết bao sợi tơ vàng rất mạnh. Nhưng sợi tơ vàng này còn không dày bằng sợi tóc, nhưng Hà Thanh sờ vào lại thấy nó trong mềm co cứng, cực kỳ dẻo. Và lúc nguy cấp dùng làm đòn sát thủ chắc chắn không thành vấn đề. Tơ vàng này làm từ vàng ròng nguyên chất, vàng vốn tính mềm, có thể mài kéo thành những sợi tơ mảnh mà dẻo dai vô cùng. Hà Thanh chỉ cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Nhưng sắc mặt Đường Tích vẫn rất tệ. Hà Thanh nhìn vậy trong lòng rất khó hiểu. Sao vậy? Chẳng lẽ thủ lao tôi trả chưa đủ? Sao lại bày cái bộ dạng này? Chỉ bằng tay nghề này, Hà Thanh nghĩ bụng, tiền công chế tạo nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Lại thấy Đường Tích nhìn mình oán trách. Cậu lại có giao tiêu rồi đúng không? Chuyện lớn như vậy, tại sao có thể không chia sẻ với tôi một cái? Cậu có bao nhiêu? À, tôi bao hết không được hay sao? Hà Thanh sừng sốt, kể đó nhớ ra hai ngày trước, trời giông gió bão, ký túc bị cúp điện. Cậu đăng lên vòng bạn bè một tấm hình có lẫn một góc áo, không khỏi ngạc nhiên. Không phải chứ, chỉ một góc áo cũng nhìn ra được à? Đường Tích vỗ ngực. Nói đùa, đây là ngón nghề kiếm cơm của tôi, làm sao có thể không biết được. Cô nói xem, nói xem nào, quan hệ của chúng ta không đủ tốt hay sao? Có giao tiêu mà cô chẳng bán cho tôi, lại còn... Hà Thanh lặng lẽ xắn tay áo, cơ hồ không tồn tại trên bắp tay. Ngay khi Đường Tích mở to hai mắt, trên cánh tay bỗng tỏa ra tia sáng, một mảnh lụa mỏng lộ ra. Hả? Bác nói cái này hả? Tôi làm thành đồ mặc mùa thu rồi. Đường Tích vừa nghe, mặt lập tức trừng to như chuông đồng, thở hồn hà hồn hển, cười như sắp tắt thở tên nơi. Sau một hồi nhìn cô chòng chọc bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành thở một hơi sâu, không nhìn giao tiêu nữa, đã đi thẳng. Hà Thanh cười sau lưng ông ta, kể mới lớn tiếng. Yên tâm, nếu có nữa nhất định sẽ đưa bác. Vai Đường Tích sụp xuống, sắc mặt lại lập tức tươi tỉnh. Hà Thanh bật cười lắc lắc đầu, tiếp tục đánh giá cánh tay mình. Vì Kim Châu là vũ khí nên được đeo vào tay phải, mục đích là để thuận lợi sử dụng. Tay phải đã có, tại sao không làm một cái cho tay trái? Đằng nào cũng không còn chuyện gì, Hà Thanh thu dọn đồ đạc, lập tức chạy tới trung tâm thương mại. Trung tâm này là trung tâm lớn có tiếng ở Đê Đô. Lục Thiệu Đan là hội viên lâu năm ở đây. Một số quầy bán hàng chuyên doanh thậm chí còn được giảm giá 50%, gồm cả đồ vàng bạc trang sức. Lần này Hà Thanh tới một quầy chuyên bán phỉ thúy. Đèn trong trung tâm rất được chú trọng, dưới ánh đèn sáng chói chiếu xuống, mỗi một khối ngọc đều như tỏa ra ánh sáng dịu dịu hút hồn. Tất nhiên ra bên cạnh
cũng khá là ngất ngây. Theo như mức độ tiêu xài của Hà Thanh khi trước, đồ trang sức bằng bạc với Thạch Anh của tiệm bên cạnh mới ở nơi cô lựa chọn đầu tiên. Ngờ đầu khi đi qua đây lại bị mấy vòng ngọc nhan sắc cao ở đây hút hồn. Cô đứng trước quầy hàng, cẩn thận ngắm nghía từng món đồ bày trong tủ. Gặp món nào đẹp là trong mắt lại như có đèn rọi sáng. Ở những cửa tiệm lớn thế này, nhân viên được huấn luyện rất bài bản. Dù Hà Thanh chỉ mặc đồ như cô sinh viên bình thường, nhưng chỉ cần cô có hứng thú, lập tức sẽ có nhân viên tiếp thị tới giới thiệu kỹ càng. Mà lúc này, bên này bỗng vang lên một giọng nói ẩn ý. Hết chương 1. Chương 2. Hai người nói xem, ngọc thạch có linh không? Trong tay Hà Thanh đang cầm một cái vòng ngọc, bỗng bên cạnh vang lên lời này. Nếu không do thần kinh vững, có khi cô đã run tay làm rơi luôn vòng ngọc xuống đất. Cô đặt cái vòng ngọc kia lại mặt vải nhung, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh là một người phụ nữ trung tuổi, trông sắc mặt gầy gò lại khắc khổ. Trang phục bà ta mặc không tính là bình thường, chỉ là lúc này hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm cái vòng ngọc sáng bóng trong tủ quầy, cằm mặt tỏa tia sáng hơi lạnh gáy. Chuyện gì vậy? Nhân viên tiệm lại rất chuyên nghiệp. Vân mỉm cười đáp: ngọc thạch tất nhiên có linh, vật phẩm tế từ sớm nhất thời cổ đại nước chúng ta, trừ ba vật tế bò, dê, lợn và vật phẩm đồng thau ra thì chính là ngọc. Ngọc chịu tải lịch sử và tin ngưỡng trên dưới 5.000 năm của Trung Hoa. Có câu người giữa ngọc, ngọc giữa người, lại có thể giúp người ngăn tai cản họa. Ngọc thạch có linh, đây là điều mọi người đều biết. Hà Thành đứng bên cạnh nghe, không nhiều lời, bảo tế phẩm thời cổ đại dùng ngọc dương chi, thuộc dạng ngọc mềm. Loại ngọc đó so với ngọc phỉ thúy cứng mới thịnh hành từ thời nhà Thanh này là hai loại hoàn toàn khác nhau. Điều bán hàng ấy mà, chưa chắc người ta đã không biết, chỉ là một thủ đoạn thuyết phục khách hàng thôi. Nhân viên giới thiệu xong, lại khách sáo hỏi: thưa bà muốn xem loại ngọc nào, tôi có thể giới thiệu. Không ngờ nói xong, sao mặt người đàn bà trung niên không có gì thay đổi, lại từ chối: không, không cần. Bà ta hoảng hốt lắc đầu, kể đó ánh mắt bỗng rời đi, nhìn chăm chăm cái vòng ngọc trong tay Hà Thanh. Hà Thanh sửng sốt, bởi vì tiếc tiền, cái vòng ngọc trong tay cô có giá tiền không phải quá cao, chất lượng cũng không phải quá tốt, vừa không được trong suốt như làn nước, cũng không có màu sắc hoặc hoa văn nổi bật nào. Điều đang khen duy nhất chính là cũng coi như tinh chất. Với một nửa bên vòng có một vệt màu tím nhàn nhạt, đặt dưới ánh đèn trông rất hút mắt. Cô cẩn thận đặt vòng ngọc lên đệm vải nhung, đẩy về trước hỏi thử: chị này, muốn nhìn cái này? Chẳng ngờ người đàn bà vẫn không động cửa, mắt chỉ nhìn chằm chằm một chỗ, nét mặt kỳ lạ khôn tả. Lần này cả cô nhân viên được huấn luyện bài bản cũng không cười nổi. Nhân viên đắn đo một lát, gượng nhếch môi hỏi: chị này, chị có yêu cầu gì có thể nói với bọn em? Chị muốn đeo thử chứ ạ? Câu hỏi này tân điện là không nhận được đáp án. Nhân viên khó hiểu lại nhìn sắc mặt gầy gò của người đàn bà, dè dặt hỏi: chị này, có phải chị thấy không thoải mái chỗ nào không? Không có. Người đàn bà lắc đầu, hiếm có khi trả lời một câu. Rồi bà ta đi tới trước, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh vào những món đồ bằng ngọc bên trong, chợt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Hà Thanh chăm chú. Cô gái, cô nói có phải ngọc thạch có năng lực đặc biệt gì không? Hà Thanh cảm nhận cặp mắt nóng cháy kia, da đầu tê dần. Không phải bà ta có hỏa nhãn kim tinh nhận ra cô có chỗ khác với người khác đây chứ? Nếu không thì tại sao cứ nhìn mình chăm chăm như vậy? Hà Thanh rất khó hiểu, nhưng đi một lát vẫn nghiêm túc trả lời: nếu cô tin là có, tất nhiên ngọc sẽ có linh. Nếu cô không tin, cháu nói thế nào cũng đâu thay đổi được ý nghĩ của cô. Còn về năng lực khác, ngọc thạch có thể có năng lực gì? Không có ai cung cấp linh lực cho, không có thuật pháp để củng cố linh lực. Ngọc chỉ là ngọc, không có năng lực đặc biệt gì. Lời cô nói cũng như không nói. Người đàn bà thở dài,
Kế đó là nhìn nhân viên tiệm trịnh trọng hỏi: thế cô nói xem, Ngọc Tím có năng lực đặc biệt gì? Hả? Năng lực đặc biệt gì? Nhân viên không kịp theo chủ đề, nhưng nghĩ một hồi vẫn trả lời hết trách nhiệm. Ngọc Tím được gọi là Tử La Lan, nếu chất lượng tốt cũng là loại rất đắt giá, hiếm có được. Còn về năng lực, Ngọc có thể giữ người, có thể giúp bình an, năng lực như thế đã là rất được. Hà Thành lắc đầu nhỏ giọng bảo: tôi có một người bạn, kể là từ khi lấy được một cái vòng tay Tử La Lan, cảm giác mình trở nên khác hẳn. Hai người nói xem, có phải do Ngọc này có vấn đề không? Hừ, nhân viên tiệm câm nín. Mấy năm gần đây, Phi Thúy lên cơn sốt, ngôn luận Ngọc Thạch có linh, hầu như ai cũng hiểu được. Còn nếu đổ tội tính tình thay đổi sang Ngọc Thạch thì lại oan cho miếng Ngọc quá. Nhân viên giật môi, không cười nổi. Chị này, mấy lời bảo Ngọc Thạch có linh, chúng ta nghe được chỉ là chiêu thức truyền thông thôi. Quả thật nó có tác dụng trừ tà, giúp bình an. Nhưng nếu nói nó gây ra biến đổi về tâm lý hoặc hành vi thì khả năng không lớn. Đã thời buổi nào rồi, đâu ra kiểu câu chuyện như thế nữa. Đừng nói là nhân viên chưa từng tiếp xúc mấy chuyện kiểu này, ngay đến Hà Thanh phản ứng đầu tiên cũng không nghĩ theo hướng ấy. Nhân viên suy nghĩ một lát, tốt bụng bỏ thêm một câu: không thì chị về hỏi thử người bạn kia xem bên đầu gặp phải chuyện gì rồi, hoặc là có tâm sự gì khó nói. Vừa nói, nhân viên vừa cẩn thận cất vòng ngọc trên bàn đi. Chất lượng cây vòng này tuy không phải quá tốt, song cũng không tệ, giá cả lên tới 5 con số. Ngồi những người này tâm thần bất ổn mà phá hư nó, trách nhiệm của cô ấy cũng không nhỏ, vẫn nên cất đi thì hơn. Nhân viên làm việc nhanh tay, còn cười dịu dàng với Hà Thanh: người đẹp này muốn xem kiểu nào nữa không? Chỉ lấy cho em đeo thử. Hà Thanh nghe vậy cười cười, từ chối đề nghị này: không cần đâu, em chỉ nhìn vậy thôi, chứ đắt quá không mua nổi. Cô nói thản nhiên. Nhân viên tiệm cũng bật cười, bỏ quên người đàn bà tinh thần bất ổn kia qua một bên. Em đúng là biết đùa, cái vòng ngọc trai này của em nguyên liệu và chế tác phải bằng mấy cái vòng này đấy. Cô ấy làm cái nghề này lâu, mắt nhìn không hề tệ. Hà Thành ăn mặc chỉ bình thường, nhưng làn da trắng tinh không tì vết này thì chỉ cảnh sang quý mới nuôi được ra. Còn cả cái vòng tay kia, đừng trông nó chỉ có một viên ngọc trai, nhưng lại quá sáng chói đẹp đẽ. Viên ngọc to mà mượt mà. Cái gian Phỉ Thúy là gian chuyên bán ngọc trai, cô ấy dám nói viên ngọc trai vàng chỉ trưng bày bên gian kia cũng chưa chắc đã so được với viên này. Chất lượng thế này, dù người không hiểu biết cũng không thể dối lương tâm nói là hàng vỉa hè. Hà Thanh sửng sốt, trong lòng thầm tán thưởng. Quả nhiên 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Hai người trò chuyện hăng say, người đàn bà kia thì không ở lại lâu, đứng bên cạnh quan sát một lát rồi lặng lặng quay đầu bỏ đi. Thấy bà ta đi rồi, nhân viên tiệm cũng thở phào. Cái bộ dạng mờ mịt hoảng hốt của bà ta ban nãy thật sự khiến người ta quá lo lắng. Hết chương 2. Chương 3. Thân người đàn bà đã đi khuất, nhân viên vừa chọn vòng cho Hà Thanh vừa nhỏ giọng than vãn: trời ạ, chẳng biết vị khách ban nãy nghĩ thế nào nữa. Ngọc Thạch có linh, không đâu thể có linh kiểu như vậy được. Sao chuyện gì cũng đổ cho nó như thế? Đúng vậy, Hà Thanh cũng im lặng gật đầu. Tính cách một người đột nhiên thay đổi, chắc chắn do trong lòng chất chứa chuyện gì. Ở thời đại mạt pháp, xác suất gặp phải sự kiện linh dị là tương đối nhỏ. Chuyện xảy ra với Hà Thanh thì không tính. Xảy ra chuyện như vậy, hơn hết vẫn nên tìm nguyên nhân từ chính bản thân người kia. Không hiểu sao mà nhân viên nhìn Hà Thanh luôn cảm thấy rất có duyên. Lời nên nói hay không nên nói đều đã nói ra hết. Giờ đã thời đại nào rồi, còn nói mấy chuyện quỷ thần ma quái, tự dưng hỏi mấy câu chẳng ra sao, làm chị sợ giật bắn mình. Hà Thanh, cô không nhận ra đấy. Cô lặng lặng đặt cái vòng ngọc đang cầm xuống. Không phải cô không vừa mắt món nào, chỉ là giá tiền quá cao. Đối với Hà Thanh nghèo khó keo kiệt, bỏ số tiền ấy để mua một cái vòng ngọc
thật sự không đáng. Đi cùng cô cũng có linh khí, về sau gặp món nào yêu thích, dùng linh lực nuôi dưỡng một thời gian, chắc chắn chúng còn có chất lượng tốt hơn những thứ này. Nhân viên tiệm vẫn nói một thôi một hồi. Phỉ thúy từ Lan Lan hiếm có lắm, nếu có thì phải đeo cẩn thận, sao có thể đổ tính cách thay đổi do phỉ thúy gây ra được. Đúng thật là chỉ bán hàng này đến cùng vẫn thiếu kiến thức. Chứ nếu biết người phong kiến mê tín thật sự đang ngay ở trước mặt mình, chẳng phải sẽ nghĩ gì đây. Hà Thanh tự biết mình có thể chất đặc biệt, mua một số đồ dùng hàng ngày xong bèn nhanh chóng trở về ký túc sớm. Sự việc nhỏ nhoi không đáng kể này cũng nhanh chóng bị quên đi. Đến tận khi cô lại đến trung tâm thương mại đó. Lần trước Hà Thanh tới chỉ là vì lòng yêu cái đẹp, lần này Nguyên cũng không có ý định xem châu báu trang sức, chỉ là trên đường đi tới siêu thị tầng B1 vừa hay phải đi ngang gian hàng bán phỉ thúy. Trùng hợp thế nào, cô nhân viên lần trước cũng đang ở đó. Khi Hà Thanh đi qua, chợt nghe nhân viên nhỏ giọng hỏi: "Người đẹp, người đẹp." Thời đại thay đổi, chỉ có một điểm tốt nhất, chính là trên phố lớn ngõ nhỏ, bất kể ngoại hình bình thường cỡ nào, miễn giới thiệu là nữ thì khi gọi mọi người vẫn khách sáo kêu một tiếng người đẹp. Lần này Hà Thanh coi như được hưởng ké lời này. Cô quay lại: "Gọi em." Quả thật cô nhân viên quen mắt kia đang gọi cô. Hà Thanh lơ ngơ lại gần hỏi: "Sao vậy ạ?" Kết quả nhân viên gọi cô tới nhưng lại tự ngượng ngùng, giải thích bằng giọng nói không được mạch lạc: "Không hiểu sao mà nhìn thấy em lại cảm thấy muốn nói hết mọi chuyện, muốn gọi em lại, nhưng cũng không có chuyện gì." Tự dưng bản thân cô ấy cũng chả hiểu ra sao, cuối cùng khe nhíu mày, nhận lỗi: "Ngại thật, làm phiền em rồi." Hà Thanh nhớ mày: "Không nhìn ra hả? Cô ấy cũng nhạy cảm về linh khí quá chứ." Cô nhìn bảng tên trước ngực cô nhân viên: "Trần Lâm, nhớ thật kỹ." Trần Lâm không hiểu nguyên nhân ra sao, Hà Thanh lại rõ ràng. Quanh năm suốt tháng Trần Lâm luôn ở gần Ngọc Thạch, dù số phỉ thúy này bình thường cỡ nào, thiêu linh khí cỡ nào, bàn về linh tính chắc chắn vẫn phải hơn hẳn mấy loại vàng bạc. Hơn nữa có lẽ bản thân thể chất Trần Lâm đã khá nhạy cảm, thế nên vừa nhìn thấy Hà Thanh, tuy trong một chốc một lát không có cảm giác gì, từ bản thân cô ấy cũng không rõ, thì theo bản năng lại luôn muốn nói chuyện tâm sự với Hà Thanh, có thiện cảm với cô. Ví dụ như bây giờ Trần Lâm mở tủ quầy lấy ra hai cái hộp, cẩn thận đưa cho Hà Thanh: "Này, đây là quà tặng tiệm bọn chị mới đưa ra, phải tiêu phí 80.000 tệ một lần mới có đấy. Chị thấy nó rất hợp với em, tặng em." "Hễ, còn có món lợi thế này?" Hà Thanh vội từ chối: "Không được, bọn chị tặng quà phải có điều kiện mới được tặng, chắc chắn tặng ai cũng có ghi chép lại, nếu em nhận thì sổ sách sẽ không khớp, thôi khỏi đi." Thế cô không nhận, Trần Lâm lại sốt ruột: "Em nhận đi, quà tặng mỗi lần đưa tới đều dư ra 1-2 phần, phần của tháng này tới lượt chị, em cứ nhận đi, chị xem rồi, đây là 2 hộp quà tốt nhất đấy." Trong hộp quà là 2 cái ngọc bội phỉ thúy, tuy nhỏ thôi nhưng có màu xanh biển trong suốt rất hút mắt, trông chất lượng không hề tệ, chắc chắn đã được Trần Lâm chọn lựa kỹ càng. Hà Thanh nhớ mày: "Được, thế cảm ơn chị." Cô quyết đoán để lại số điện thoại: "Chỉ có chuyện gì không thể giải quyết được có thể gọi em." Thấy Trần Lâm cười tươi rói rói lưu lại số, Hà Thanh cũng cười cười xách quà xuống tầng B1. Đồ cần mua vụn vặt lại lắm thứ, Hà Thanh vòng mấy vòng trung tâm thương mại mới cảm giác đã mua được hòm hòm. Đến cùng bây giờ căng tin cũng không mở, mà dù mở cũng chỉ phục vụ cho những sinh viên ở lại trường, kém tiêu chuẩn bình thường rất xa. May mà trong phòng ký túc còn có một cái bếp cồn, và lúc cần vẫn có tác dụng rất lớn. Lần này Hà Thanh đi xa như vậy tới trung tâm này mua đồ là vì một loại mì gói cực kỳ ngon, do là hàng nhập khẩu nên chỉ ở trung tâm này mới có. Đến cùng kỳ nghỉ cũng rảnh rỗi, không bằng ra ngoài đi dạo một vòng. Cô đơn đá tại tầng B1 một thời gian, đợi khi xách đồ đi lên lại thấy trước gian hàng đã xảy ra tranh chấp. Hà Thanh kiêng chân định nhìn vào bên trong
thấy nơi tranh chấp trùng hợp chính là gian bán phỉ thúy. Cô giật mình, bây giờ trong đám đông kia chính là Trần Lâm, mặt đỏ bừng, rưng rưng nước mắt, dường như sắp khóc tới nơi. Hà Thành có ấn tượng rất tốt với Trần Lâm. Thay vậy, bèn dùng linh lực che chở toàn thân chen vào. Thịnh hỏng hết là bản tính của con người. Xung quanh quầy hàng hiện giờ đang nhộn nhúc nhân người vây xem. Hà Thành mất sức chín châu hai hổ mới chen vào được, lại phát hiện chuyện này không hề nhỏ. Chỉ thấy trên mặt đất trước tủ quầy, ba miếng phỉ thúy vỡ tan lặng lặng nằm trên đó. Ánh sáng nhờ bóng bẩy tỏa ra và màu sắc mướt mắt kia không gì không nhắc nhở mọi người: tôi rất đắt. Mà Trần Lâm thì đang đứng trước quầy hàng, tay chân quýnh quáng, mặt đỏ gay, dường như chỉ giây sau sẽ bật khóc. Mà người đàn bà đối diện lại có vẻ ngạo mạn kiêu căng. Lúc này trên cổ tay bà ta đeo một cái vòng ngọc trong như nước, màu tím bóng bẩy, dường như trong suốt thấy đáy, nên qua đã biết giá trị không hề nhỏ. Lúc này người đàn bà nọ khẽ hất hàm, thản nhiên nghịch nghịch cái vòng trên tay mình, cất tiếng: tôi đã nói rồi, đưa cho cô không chịu nhận đàng hoàng, giờ trách tôi được. Cô làm thế là muốn ép mua ép bán đúng không? Tôi cho cô hay, tôi không dính chiêu này đâu. Trần Lâm sắp khóc. Nhưng hết chương thứ 3. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo.